chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Nhịp Sống Miền Trung của mình. Hôm nay mình sẽ đi lên khu rừng phía đằng sau nhà mình đây mọi người ạ, để cắt cái tổ ong về này. Này hôm trước mình có nhìn thấy đây nhá mọi người nhá. Bây giờ mình xin mời tất cả mọi người cùng theo chân mình đi vào xem tổ ong này nhá. Để một lát nữa mình sẽ cắt nó nhá mọi người nhá. Nếu mọi người thấy video này hay, mọi người hãy like, đăng ký kênh và chia sẻ video cho nhiều người cùng xem nhé. Và bây giờ không để mọi người phải chờ đợi lâu, mình sẽ xin mời thì tất cả mọi người cùng theo chân mình đi vào xem tổ ong này nhé. Đây các bạn ơi, tổ ong tiếp theo của mình ngày hôm nay đây các bạn nhé. Đây các bạn nhìn thấy đẹp chưa? Tổ ong này rất chi là đẹp luôn đấy các bạn ạ. Nó làm bám vào thân cây kia rất chi là đẹp chắc luôn các bạn ạ. Tổ này biết mình phải cắt như thế nào đây, nó làm bám vào cái thân cây kia luôn các bạn. Bây giờ mình sẽ mặc áo bao hồ vào để mình chinh phục lại em nó đó các bạn nhé. Tổ này chắc là mình phải bóc đi phía bên này đấy. Để bây giờ mình cùng đi tiếp tục tổ ong này nhé các bạn nhé. Đây các bạn ơi, tổ ong này nó đang ra tấn công mình đấy rồi các bạn ạ. Đấy các bạn nhìn thấy chưa? Nó đang ra tấn công rất chi là đông luôn các bạn ạ. Không biết là tổng nó đã tính vào đây chưa. Đây các bạn ơi, đây nhá, mình đã chinh phục được con nó đây rồi nhá. Đây các bạn, bây giờ mình sẽ tỉa lại nó gọn gàng thôi nhá. Ừ.
chỗ này đang bé như thế này mà đã có nhiều tầng rồi các bạn ạ. Rất chi là ok luôn các bạn ạ. Đây nha các bạn, bây giờ mình sẽ treo em nó lại nhá. Thì một lát nữa mình sẽ lấy túi mình bắt lấy quần của nó nhá. Đây, cái cành nó thấp thấp này. Để các bạn ơi, mình đã cắt rồi, mình treo xong rồi nhá. Bây giờ mình sẽ tỉa rồi cành cho nó gọn gàng để một lát nữa mình bắp cho nó dễ nhé các bạn nhé. Ok rồi các bạn ơi, mình đã cắt tỉa xong rồi nhé các bạn nhé. Rồi nhé các bạn, bây giờ mình sẽ để như thế này để lúc nào quân nó vào hết rồi mình sẽ bắt sau nhé các bạn nhé. Giờ video này mình xin tạm dừng tại đây đây. Lúc nào quần nó vào hết rồi mình bắt mình sẽ quay cho các bạn cùng xem tiếp nhé. Đấy, bây giờ mình sẽ
tạm dừng video là đây rồi các bạn ạ.